mùa mưa tại Nam Bộ năm nay sẽ kết thúc lúc nào? So sánh với trung bình nhiều năm thì năm nay mùa mưa ở Nam Bộ kết thúc muộn hơn. Ngày 11 tháng 12 trao đổi với báo chí, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, Nam Bộ đang trong thời kỳ kết thúc mùa mưa năm nay. Theo ông Quyết, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng là những địa phương đang trong thời kỳ kết thúc mùa mưa, diễn ra trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 12. Đây cũng là những địa phương kết thúc mùa mưa sớm hơn so với những địa phương còn lại của Nam Bộ. Các tỉnh như là Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang cũng sẽ kết thúc mùa mưa sau đó. Như vậy, so sánh với trung bình nhiều năm, thì năm nay mùa mưa ở Nam Bộ kết thúc muộn hơn, trung bình khoảng 15 đến 20 ngày. Một số tỉnh kết thúc mùa mưa muộn hơn cả tháng, ông Lê Đình Quyết nhận định. Theo ông Lê Đình Quyết cho biết, từ nay đến cuối năm, mưa tiếp tục giảm ở Nam Bộ, sau đó sẽ kết thúc hẳn mùa mưa và bước sang mùa khô. Tuy nhiên, trong các tháng mùa khô, nhất là thời điểm Tết âm lịch, vẫn có những trận mưa xảy ra. Những trận mưa này có nguy cơ gây dập gãy hoa kiểng, bà con nông dân cần lưu ý, ông Quyết chia sẻ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.